Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin cho khai tử sớm xe lửa. Còn dư ngàn chiếc, ai muốn hốt họa về nhà hay không? Hồi tháng riêng, đại diện của VinFast thông tin cho biết họ sẽ dừng sản xuất ô tô chạy xăng từ cuối năm 2022, trong đó có các dòng xe như Fadi, Lux A2.0 và Lux SA2.0 v.v. và sẽ đi vào dĩ vãng như loại xe sớm nở, chóng tàn. Sau gần 3 năm kể từ khi những chiếc ô tô đầu tiên của VinFast ra đời mở bán tại Việt Nam, giờ đây hãng xe cho khai tử nó không thương tiếc. Nguyên nhân được phía VinFast cho là dừng để sản xuất xe điện. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng xe xăng của VinFast quá mất uy tín, doanh số giảm nên dẹp đi để cắt lỗ. Có người còn dẫn chứng hãng xe Porsche của Đức vẫn bán song song xe điện và xe xăng không có vấn đề gì. Tại sao VinFast lại khai tử xe xăng nhanh đến vậy? Đây là hình ảnh VinFast dự tính cuối năm khai tử xe xăng. Từ khi chiếc xe VinFast Lux SA2.0 cháy thiêu chết tài xế trên đường D Trung ương thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, lại thêm một nữa khách hàng nản lòng với loại xe này. Hiện nay VinFast đã dùng hơn 1.000 chiếc xe ế để xếp thành hình bản đồ Việt Nam cho thấy xe này không còn hy vọng để tống khứ hết cho được. Theo dự tính là đến cuối năm nay, VinFast xăng sẽ ngừng sản xuất, nhưng xem ra ông Vượng bất đắc dĩ phải khai tử sớm loại xe nguy hiểm này. Vừa rồi VinFast lại cho hạ giá khủng khiếp cho đến 600 triệu đồng cho mỗi chiếc xe Lux SA2.0, nhưng xem ra không ăn thua nên hiện nay hãng cho ngừng bán hai loại xe xăng. Số lượng xe Lux 2.0 và SA2.0 đến tay khách hàng trong tháng 6 năm 2022 được hãng cho biết không cao như kỳ vọng. Từ đầu tháng 7 năm 2022, VinFast đã chính thức dừng nhận đặt đơn hàng hai mẫu xe này. Những đơn hàng đã nhận sẽ được VinFast bàn giao trong thời gian tới trước khi chính thức đóng dây chuyền sản xuất xe xăng. Một khách hàng quay video mô tả các lỗi trên xe VinFast Lux A2.0. VinFast liền tố cáo lên công an để mời người này lên làm việc. Hồi cuối tháng 4 năm 2021, ông Trần Văn Hoàng đăng một video dài gần 30 phút liệt kê hàng loạt lỗi trên chiếc xe VinFast Lux A2.0 mà ông mới mua và đi được khoảng 8.000 km. Video được đăng tải trên kênh YouTube Google TV với hơn 455.000 người đăng ký. Kênh do ông Hoàng sở hữu đã thu hút nhiều lượt xem, tạo ra tranh luận gay gắt giữa những người ủng hộ VinFast và những người còn lại. Đây là hình ảnh khai tử xe xăng sớm nửa năm. Trong video, ông Hoàng nhấn mạnh rằng những lỗi mà ông phản ánh chỉ liên quan đến chiếc xe cụ thể của ông. Các xe khác của VinFast thế nào, ông không có ý kiến. Các lỗi mà ông Hoàng liệt kê khá cụ thể, liên quan đến nhiều thứ như cần gạt mưa, cảm biến áp suất lốp xe, đèn báo rẽ, sạc không dây, kiểm soát hành trình, bình xăng, vân vân. Trong video của mình, ông Hoàng trình bày rất chi tiết về những điều mà ông cho là lỗi với hình ảnh cụ thể. Ông cũng nói đã đem xe tới hãng khắc phục tới 10 lần nhưng vẫn không hết lỗi. Điều đáng nói là VinFast đã báo cáo công an xử lý chủ nhân của chiếc xe VinFast mà không hề lắng nghe họ. Cách hành xử của VinFast cho thấy họ có thái độ giống như mafia với khách hàng chứ không hề chịu lắng nghe như các hãng khác. Với hành xử như vậy của hãng xe đối với chủ nhân của chiếc xe VinFast thì họ đã không lắng nghe và đã xảy ra thảm cảnh là cháy bùng thiêu sống tài xế trong thời gian vừa qua vì lỗi. Đây là hình ảnh có ai muốn mang bom lửa về nhà nữa hay không? Người Việt Nam thì sẵn sàng mua xe thương hiệu Việt với điều kiện là xe phải an toàn, hãng phải đối xử tử tế với khách hàng như những hãng xe lớn khác. Còn vừa đối xử bất công với khách hàng, vừa bán sản phẩm kém chất lượng, lại đem khách hàng ra công an để dọa nạt thì khách hàng nên cân nhắc. Lòng yêu nước có nhiều cách, không phải cứ nhắm mắt mua hàng hóa Việt Nam là yêu nước. Để được khách hàng chân chính thì trước hết hãng xe phải hành xử tử tế. Đằng này họ cho bán những chiếc xe mất an toàn, chưa được kiểm nghiệm cẩn thận rồi đem bỏ mặc không chịu trách nhiệm. Vậy nên trong thời gian tới đây, khách hàng sẽ ngày một kỹ hơn đối với dòng xe VinFast. Xe VinFast ra đời chưa được 5 năm mà đã khai tử, điều đó chứng tỏ chất lượng của nó không đạt. Nên bỏ tiền tỷ mua ra là lãng phí. Bên cạnh đó,
lo ngay ngáy bất cứ lúc nào nó có thể bốc lửa, thiêu chết người lái và gia đình của họ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mất gần 300 triệu đô một ngày. Vượng Vin điên tiết chi tiền đập thẳng tay những kẻ đáng ghét. Chuyện làm ăn trên thương trường không phải là phẳng lặng mà lúc nào cũng có sóng gió. Vấn đề là sóng gió, gió lớn hay sóng nhỏ mà thôi. Trong những ngày gần đây, ông Vượng đang gánh hậu quả ập xuống. Việc chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 bỗng nhiên bốc cháy, thui chết luôn tài xế, khiến càng cảm thấy bất an vì lỡ chót dại mua phải chiếc xe hỏa như thế, nhiều người lo lắng. Nó luôn tiềm ẩn mối nguy cho người chủ xe. Mới đây, ông Phạm Nhật Vượng đem hơn 1.000 chiếc xe VinFast để sắp thành hình bản đồ Việt Nam, được nhiều người cho rằng xe VinFast đang ế trỏng vó, dùng xe ế để làm trò mèo, gây sự chú ý cho xã hội nhằm cứu vớt cảnh khó khăn của hãng xe này. Theo tin mà chúng tôi nhận được, ông Vượng đang rất bực tức vì cho rằng có thế lực đối thủ đang giật dây những người đã tung tin đồn ông bị cấm xuất cảnh để đánh vào cổ phiếu họ Vin mà ông sở hữu. Và đánh vào cổ phiếu họ Vin thì tài sản của ông cũng mất theo, vì ông là người nắm rất nhiều cổ phần trong tập đoàn này. Đây là hình ảnh một ngày ông Vượng đã mất gần 300 triệu đô la. Được biết, khi tin đồn được tung ra, tài sản ròng của ông Vượng bay mất 283 triệu đô la trong có một ngày. Nếu không bằng mọi cách ra tay chặn tin đồn thì tài sản cũng bay hàng tỷ đô la là chuyện rất bình thường. Với mối nguy như vậy, người ta cho rằng ông Vượng không ngần ngại sẽ bỏ ra số tiền lớn, thậm chí rất lớn, để Bộ Công an vào cuộc triệt hạ những người tung tin. Bộ Công an là cơ quan làm tiền kinh khủng nhất hiện nay. Nạn công an, cảnh sát nhận hối lộ tràn lan khắp nơi trong cả nước. Đấy là cơ quan tham nhũng và tiền núi như ông Vượng có thể nhắm đến là dùng tiền để điều khiển nó, bảo vệ lợi ích cho ông. Đấy là lực lượng bảo vệ cho ông tốt nhất hiện nay. Đối với ông Vượng, không phải những Facebooker tung tin làm ông khó chịu, mà là những người đứng sau những cá nhân này. Hiện tại ông Vượng không ngại chi tiền để moi ra đối thủ chơi ông một vố đau như thế. Không biết sự xuất sáng của Bộ Công an sẽ đưa kết quả tới đâu, vì Bộ Công an đang hướng điều tra tìm ra manh mối người xúi dục. Sẽ không trừng phạt nặng những người tung tin mà chủ yếu là mua chuộc, nếu không cung cấp thông tin thì đe dọa hoặc phạt tiền. Đây là hình ảnh VinFast mất uy tín rất nghiêm trọng. Theo dữ liệu của tạp chí Forbes, giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 5,4 tỷ đô la. Ông Vượng đồng thời cũng là người giàu thứ 411 trên thế giới. Khối tài sản của người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam là tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận giảm từ hơn 205 ngàn tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 xuống chỉ còn 150 ngàn tỷ đồng, tương đương mức giảm tới 54 ngàn tỷ đồng, tức là giảm 27%. Trong nửa năm, tài sản của ông Vượng đã bay mất 2,4 tỷ đô la, một con số cực kỳ lớn. Vậy mà đối thủ của ông còn chưa tha, tiếp tục tung tin đồn là ông mất thêm khoảng 283 triệu đô la trong ngày 10 tháng 7. Những hãng xe hơi ở nước ngoài không đâu hơi đâu mà đấu với ông VinFast, bởi VinFast chưa có thể thấm gì với công nghệ và kỹ thuật của những hãng xe nổi tiếng như Toyota, Ford, Honda, Mercedes, BMW hay Audi v.v. Có thể là đối thủ nào đó trong nước chơi ông mà thôi. Mà ông Vượng đâu chỉ có đối thủ trong ngành ô tô. Đối thủ của ông Phạm Nhật Vượng còn là những doanh nghiệp bất động sản rất lớn. Vậy nên hướng điều tra rất rộng. Không biết sau khi nhận nhiệm vụ, Bộ Công an Việt Nam có làm lên được trò trống gì hay không. Đây là hình ảnh, dù nhờ Bộ Công an Việt Nam ra tay rất nhanh, nhưng ông Vượng cũng chẳng biết ai đã hạ ông và liệu sẽ còn những màn nào sắp diễn ra tới đây. Theo một số người thạo tin, Vượng Vin hiện nay có lắm đối thủ và cũng có lắm kẻ thù. Thị trường bất động sản cao cấp hiện nay đang là vùng đất hẹp. Các đại gia giành đất vàng không từ một thủ đoạn gì. Rất nhiều đại gia bất động sản nhìn Vin giật lấy những miếng đất vàng kinh doanh mau hoàn vốn, họ rất khó chịu. Họ không thể ngồi yên để Vượng Vin chiếm một mình, ăn một mình. Thêm nữa,
tuy Vượng Vin có mối quan hệ chính trị, song mối quan hệ đó cũng có thể giữ không giữ được quyền lực mãi, nên cũng tới lúc hết thời của họ nhà Vin mà thôi.